chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tôn sùng Trung Quốc, Đà Lạt dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Sự việc một khách du lịch bị hành hung vì dám chê bai các tượng quỷ gây phản cảm ở khu du lịch Quỷ Núi khiến dư luận xôn xao vào tháng 7 năm 2020. Sau đó có tin khu du lịch này tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền để thẩm định lại các tượng quỷ mà cơ quan chức năng cho rằng chưa được cấp phép kiểm duyệt. Mới đây, cư dân mạng lại phát hiện các xe chở một số lượng lớn các chiến binh Tần Thủy Hoàng với thông tin rằng sẽ được dùng để xây dựng khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng tại khu du lịch Quỷ Núi, khiến nhiều người tỏ thái độ bức xúc với việc tôn sùng những biểu tượng văn hóa của Trung Quốc ở Việt Nam. Đây là hình ảnh chiếc xe chở hàng trăm tượng chiến binh Tần Thủy Hoàng về Đà Lạt. Nguồn tin cho biết để xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở một khu du lịch cho khách tham quan. Khu du lịch Quỷ Núi thuộc quần thể du lịch Quỷ Núi Suối Ma do Liên Minh Group xây dựng tại xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng, khai trương vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Ngay khi đi vào hoạt động, khu du lịch Quỷ Núi gánh nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng vì cho rằng tạo mẫu của bức tượng gây phản cảm, không phù hợp với không gian du lịch của Đà Lạt. Đặng Như Quỳnh là một Facebook có dấu tích xanh với 223.000 người theo dõi. Hôm 29 tháng 8 đã thông tin như sau. Từ Cấm Thành, phiên bản Việt. Được biết có một khu du lịch tại thành phố Đà Lạt đang xây dựng một khu vực được gọi là tên là Từ Cấm Thành với hàng trăm tượng lính được mô phỏng lại của nước bạn. Cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt cũng cần phải theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu du lịch này. Vì theo tôi được biết, khu này đang không có giấy phép xây dựng phim trường hay khu du lịch quy mô lớn như thế này. Và xin nhường câu trả lời cho cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt. Ông Quỳnh đã nêu ra vấn đề để cảnh báo với cơ quan chức năng. Khi vừa đăng thông tin này lên thì chỉ sau ít phút, ông Đặng Như Quỳnh đã nhận được một lời đe dọa nặc danh được công bố trên Facebook như sau. Cách đây ít phút, em có nhận được một cuộc điện thoại từ một sim giác nói rằng mày có biết khu du lịch đấy là của ai hay không? Đây là hình ảnh một người khách đăng trên Facebook chê khu du lịch Quỷ Núi đã bị mời đến quán cà phê rồi bị hành hung ở Đà Lạt bởi nhóm bảo vệ khu du lịch Quỷ Núi. Đấy là của đại ca Phúc, chủ tịch liên minh là chủ của núi quỷ đấy. Và chưa biết kẻ đe dọa có hành động gì với ông Đặng Như Quỳnh hay không, nhưng sự việc mà khu du lịch Quỷ Núi đánh người chỉ vì chê bai vẫn khiến cho dư luận và cơ quan chức năng phải lưu ý để bảo vệ những người dân dám nói lên tiếng tố cáo trước những điều trái tai gây mắt trong xã hội. Nhà báo Hoàng Linh thì cũng đưa ra lời bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau. Đội quân của Tần Thủy Hoàng đang hành quân cả ngày lẫn đêm đến đâu vậy? Có vẻ như đang có một sự phối hợp công khai bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa trong hội nghị. Và chiếu phim có đường lưỡi bò và diễn viên chính công khai quan điểm xâm lược. Các cơ quan chức năng thì xuôi xị. Face Phạm Thanh Hồng thì đưa ra lời cảnh báo như sau đầy bức xúc. Khu du lịch Quỷ Núi ở Lâm Đồng chỉ sau 9 ngày mở cửa đã phải đóng cửa vì có những bức tượng phản cảm và rùng rợn. Công trình bị thanh tra vì hoàn thiện các thủ tục pháp lý và nhân viên khu du lịch đánh người có ý kiến về những bức tượng vô văn hóa. Đấy là hồi vào tháng 7, còn giờ thấy ùn ùn những xe chở tượng lính tàu đợi Tần, Minh gì đấy về thành phố sương mù. Cái gì vậy? Âm binh của tàu sẽ chiếm đóng nơi đây, đứa nào đưa quan tàu cổ về yểm nơi này. Đây là hình ảnh xe chở lính Tần Thủy Hoàng cả ngày lẫn đêm để tập kết vào khu du lịch Quỷ Núi, Đà Lạt. Lạ cái là dân xây cái nhà vệ sinh nhỏ thì chính quyền địa phương biết ngay từ khi mới chở gạch cát về. Còn khi cả khu du lịch cạnh cỡm gần 10 hecta thì khai trương rồi, các quan cũng không biết. Giờ những bức tượng quân Tần Thủy Hoàng đã tập kết tại Đà Lạt cũng chẳng quan nào quan tâm. Không biết hay biết nhưng ngu xuẩn nhận thủ tục phí rồi, câu hỏi được đặt ra. Còn nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ đã đưa ra lời bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình về trường hợp này như sau. Bất chấp văn hóa bản địa, bất chấp nghệ thuật, bất chấp suy tưởng, Đà Lạt bây giờ như một mớ hổ lốn được cấp tốc dựng lên ngay cho những phần đất hoang sơ còn sót lại. Một cuộc xâm lược mới bằng tranh tượng, kiến trúc, điêu khắc, tào lao, sừng sững mọc lên giữa những cánh rừng xinh đẹp như một cú đóng nham nhở vào khuôn mặt đã có nhiều sự tàn phá bởi sự ngu xuẩn. Làm nghệ thuật bốc hốt thập cẩm xả bần để kiếm ăn thật quá dễ. Người ta hết làm bằng đất sét, bây giờ mới tới đất nung, tranh tượng điêu khắc được đúc sẵn rồi trở thẳng đến Đà Lạt, được gắn xuống núi đồi như một công trình văn hóa không cần kiểm định. Họ không còn biết có mang ý nghĩa gì trước sự xâm thực vô tư của những tay đầu cơ kinh doanh du lịch. Họ coi như là một nhiệm vụ chính trị, rước nó về rồi đặt ngay trong lòng đất nước.
cái đạo binh đất Nung của Tần Thủy Hoàng của Trung Cộng đang lăm le xâm chiếm nước Việt Nam nói lên điều gì. Còn Facebook Lê Văn Quý cũng đồng quan điểm, ông viết tiếp như sau: cảnh giác và phản đối các công trình mạo danh du lịch để trấn yểm và xác nhận chủ quyền của Tàu Cộng. Đây là hình ảnh khu du lịch Quỷ Núi có rất nhiều hình tượng quái dị và phản cảm, nay đã sửa lại bằng cách cho mặc khố cho quỷ. Trước đây có nhiều đoàn khách tàu qua lại Đà Nẵng, hướng dẫn viên người tàu thường nói rằng phần đất Ngũ Hành Sơn này ngày xưa là đất của tàu, mà theo tích truyện cũ là nơi Phật Tổ Như Lai trấn yểm Tề Thiên Đại Thánh hơn 500 năm. Rồi họ nói thêm tất cả các vùng đất này là của tàu hết, bằng chứng là vùng biển ở đây cho đến nay quốc tế vẫn gọi là China Belt, và mong rằng một ngày nào đó vùng đất này sẽ trở về với đất mẹ. Như các bạn đã thấy, chỉ có trùng một cái tên là Ngũ Hành Sơn thôi mà tụi tàu đã xác quyết rằng đây là đất của tổ tiên nhà nó, thì có phải nó ngang ngược hay không? Ngày xưa Trung Quốc đã cho làm hàng ngàn phiến gỗ được khắc chữ tàu rồi thả trôi trên biển, thanh gỗ tấp vào vùng nào thì sau này tụi tàu lấy đó là bằng chứng để đòi xác định chủ quyền ở vùng đất đó. Mấy ngày gần đây có rất nhiều xe chở tượng đất Nung giả binh lính dưới hầm mộ Tần Thủy Hoàng đi về phía Lâm Đồng, mà ngay như người dân cho biết đây là công trình du lịch của người tàu đầu tư. Chúng ta biết rằng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc núi Ly Sơn thuộc huyện Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong đó hai chữ Lâm Đồng trùng với tên của tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam. Cho nên việc đem tượng các binh lính đất Nung thời Tần Thủy Hoàng lên Lâm Đồng không đơn giản chỉ là chuyện làm du lịch, mà có thể là một phép trấn yểm về mặt tâm linh, và lâu dài thì tuyên truyền rằng đây cũng là đất của tàu như kiểu mạo nhận Ngũ Hành Sơn. Tụi tàu rất thầm, chúng ta nên cảnh giác và phản đối việc xây dựng các công trình như vậy. Đây là hình ảnh bản đồ các tộc Bách Việt thời cổ xưa khi Tần Thủy Hoàng xưng vua. Lịch sử ghi nhận cuộc chiến Tần Việt kéo dài 10 năm từ năm 2018 cho đến 2008 trước Công Nguyên. Đưa ra những dẫn chứng lịch sử rằng xưa Tần Thủy Hoàng kéo quân đánh Bách Việt 10 năm. Facebook Đào Văn Thành viết như sau: hết rước cô hồn, sống cô vi, nay lại đến âm binh tàu tràn vào cao nguyên Nam Trung Phần, Đà Lạt, gây khổ nạn dân tình. Cuộc chiến Việt-Tần có thể nói là cuộc chiến tranh đầu tiên của hai nước Việt Nam và Tàu, kéo dài 10 năm, thời điểm Tần Thủy Hoàng phát binh đánh Bách Việt khoảng năm 2018 cho đến năm 2017 trước Công Nguyên. Sau khi chiếm nước ta, Tần ra tay tàn bạo, bào vét của cải tài nguyên, dân tình cơ cực, lầm than. Bọn cướp nước lại ham sừng tê, ngà voi, lông chả, ngọc châu và ngọc cơ của người Việt, bèn sai đồ thư mang 50 vạn binh chia làm 5 đạo. Dân phải lên rừng tìm ngà voi, sừng tê giác, xuống biển mò ngọc trai cống nạp cho chúng. Ấy vậy mà hậu bối lại xây lăng mộ Tần Thủy Hoàng và âm binh của chúng. Thật ái ngại và chua xót quá. Cảnh báo về âm mưu đồng hóa văn hóa tàu và nước Việt của Trung Quốc, Facebook Phạm Minh Vũ đưa ra lời bình luận như sau: mới đây, trên mạng xã hội đang loan tải hình ảnh được cho là của những bức tượng này chuyển lên Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Không biết nó sẽ được xây dựng trong khu du lịch nào trên Đà Lạt. Những bức tượng này là tái hiện đội quân đất Nung dưới lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Thiểm Tây, Trung Quốc. Đây là hình ảnh tượng thờ Khổng Tử tại điện Đại Thanh Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Các viện Khổng Tử hiện nay đã bị yêu cầu đóng cửa tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhất ở Mỹ và các quốc gia châu Âu. Nhiều năm qua, Trung Quốc luôn sử dụng các chiêu bài truyền bá văn hóa mục đích là để đồng hóa. Việc giới trẻ Việt Nam đang bị đồng hóa bởi phim ảnh, ca nhạc, thần tượng hóa các diễn viên Trung Quốc có thái độ ủng hộ đường lưỡi bỏ phi pháp dấy lên một lo ngại nguy hiểm sau này. Đà Lạt cũng như nhiều tỉnh khác ở Việt Nam, nhiều dự án đứng sau là người Trung Quốc làm chủ. Ví dụ, cà phê, nhà hàng mà có màu tím đều đứng sau là chủ người Trung Quốc. Quán cà phê Thanh Thủy ở Hồ Xuân Hương năm 2016 có vụ không phục vụ người Việt và vồn vả với người Tàu. Mấy năm trở lại đây, Đà Lạt xây dựng nhiều dự án du lịch với nhiều hình hài quái dị. Nhà thầu đa số là người Trung Quốc, họ trúng thầu nhận làm dự án. Trung Quốc đưa luôn người đi lậu qua Việt Nam làm. Điển hình là cầu Đáy Kính được xây dựng nối giữa thung lũng Tình Yêu và Đồi Mộng Mơ. Đầu năm nay đưa thẳng mấy chục người Trung Quốc lậu qua làm việc, ăn ở trong đó mấy tháng trời. Bên trong khu du lịch Đồi Mộng Mơ có Vạn Lý Trường Thành, hôm nay xây thêm lăng mộ Tần Thủy Hoàng cho đồ bộ hay chi. Việc tạo dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng ở Việt Nam là một việc hết sức nguy hiểm. Nó có thể là mục đích kinh tế tạm thời bởi phục vụ người Tàu qua Việt Nam du lịch. Nhưng lâu dài nó là mục đích chính trị. Xin nhắc lại, khu lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc núi Ly Sơn thuộc huyện Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Sau này ông nào nói nhiệu Lâm Đồng Việt Nam thuộc Trung Quốc thì toang đấy, không đùa được đâu. Ông Phạm Minh Vũ đã đưa ra cảnh báo của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 31 tháng 8 năm 2020 với bản tin Tôn sùng Trung Quốc, Đà Lạt dựng lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.